Sau gần 5 ngày truy lùng, đến nay vẫn chưa thể thống kê chính xác lượng cá sấu sống chuồng của công ty Quốc Việt ở thành phố Cà Mau. Việc săn lùng cá sấu sống chuồng vẫn chỉ được công ty Quốc Việt duy trì bằng các biện pháp thủ công. Đến chiều 15 tháng 10 2012, người của công ty đã bắt được thêm một con cá sấu sống chuồng, cộng dồn số cá sấu bắt được là 73 con, trong đó có 2 con vượt ra ngoài phạm vi rào chắn bảo vệ, được người dân phát hiện vây bắt. Ông Phan Hùng Dũng, trưởng phòng pháp chế chi cục kiểm lâm Cà Mau cho rằng lượng cá sấu còn lại quanh khu đầm nước ước đoán trên 10 con. Trong khi đó, theo nguồn tin của Tuổi Trẻ, trong ngày 14 và 15 tháng 10, hồ của ông Nguyễn Văn Trạng ở gần trường tiểu học Kim Đồng phát hiện có vài con cá sấu nổi trong ao cá. Tối 14 tháng 10, có một con bò lên gần mé tường nhà. Tại trường tiểu học Kim Đồng, dù chu vi quanh trường được gia cố hàng rào bảo vệ an toàn không để cá sấu chui vào, nhưng ngành giáo dục Cà Mau vẫn cho 300 học sinh trường này nghỉ học ngày 15 tháng 10. Theo kế hoạch, hôm nay việc dạy và học của trường trở lại bình thường. Theo chi cục kiểm lâm Cà Mau, công ty Quốc Việt được cơ quan kiểm lâm cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện gây nuôi cá sấu sinh sản tại địa chỉ ấp Cây Trăm A, xã Định Bình, thành phố Cà Mau khoảng 7 năm nay. Cơ sở này nuôi một hầm cá sấu với 580 cá thể, trọng lượng trung bình từ 50 đến 80kg một con, quá trình nuôi được kiểm tra định kỳ hàng quý. Ông Lê Văn Hải, chi cục trưởng chi cục kiểm lâm Cà Mau cho biết, chưa có căn cứ để xử phạt công ty Quốc Việt vì sự cố trên do thiên tai nằm ngoài ý muốn. Dự kiến đến chiều hôm nay ngày 16 tháng 10 sẽ bắt hết số cá sấu sống chuồng. Giáo sư Nguyễn Văn Thu, khoa nông nghiệp trường Đại học Cần Thơ cho biết, do được thuần dưỡng nên tính hung dữ của cá sấu nuôi có phần giảm so với cá sấu hoang dã, nhưng sự nguy hiểm của cá sấu vẫn rất nghiêm trọng. Những cá sấu sống chuồng ở Cà Mau từ lâu đã phụ thuộc vào thức ăn nên khả năng kiếm mồi kém. Khi số cá này ra môi trường bên ngoài sẽ không kiếm được mồi, ngày càng đói nên đụng gì ăn đó, rất nguy hiểm nếu cá gặp trẻ em trong những tình huống như tắm sông.